gái Tây thì có nó chỉ thuộc dạng là sexy hơn. Không, nó dạng như kiểu là nó gọi là khó để thỏa mãn được hơn. Thấy nó lạ với mấy người ngoại quốc to rồi che chở che nắng che mưa đồ. Do một nước Tây nó ở bên Tây nó có thể là có mấy người xinh quá. Xinh quá. Dạ tất nhiên là che Tây rồi chị. Tất nhiên. Sao sao che Tây ngon hơn? Đẹp hơn chị. Ngon hơn chị. Ngon hơn. Giống tốt hơn. Nếu mà bồn mình có coi cái này thì mình xin lỗi, gái Tây ngon hơn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Gen Z. Và như mọi người cũng đã biết thì việc hẹn hò với trai gái người ngoại quốc đã không còn là một cái vấn đề quá xa lạ với chúng ta. Và hôm nay hãy cùng với Gen Z phỏng vấn các bạn trẻ hiện nay xem các bạn ấy thích hẹn hò với trai gái Việt hơn hay là thích hẹn hò với trai gái Tây hơn nha. Và bắt đầu thôi. Anh đã có bạn nào có người yêu chưa? Dạ em chưa. Cô chân lặng lẽ. Em chưa. Anh từng có. Từng có với bạn thì sao? Chưa đúng không? Chưa. Em bây giờ không ai có chị. Không có. Em có không? Không. Không luôn. Không. Vậy là các bạn đã có người yêu chưa? Mình có rồi. Vẫn chưa. Có rồi. No God please no. Có rồi. Why you always lying? Oh my god. Dạ là cao. Cao. Trắng. Trắng. Khách hay. Dạ ngon. Ngon. Em cao hơn em là được. Cao hơn em được. Còn gì đâu. Khách hay. Dạ trời. Nói trắng. Em sao? Tây. Tây. Em đơn giản. Dạ em mặn hơn em là được rồi chị. Mặn hơn em. Mấy bạn sao? What's that smell? Ew. Em thì không cần gì quá nhiều, chỉ cần học giỏi không quá để em trưởng thành là được. Ok. 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 Bạn trai lý tưởng của bạn như thế nào? Gu mình là con gái. Oh my god. Gu mình là kiểu ân cần chăm sóc. Em là cao to đẹp trai. Biết gì uống rượu. Của em nhìn đơn giản thật thà được rồi chị. Còn bạn sao? Của em thì con gái đơn giản giản dị thôi, nhưng mà hiền lành. Người bạn trai của mình thì mình không quá quan trọng về ngoại hình, về cơ bản là tính cách vẫn hơn. Đấy là một con người có chí cầu tiến và đặc biệt là chung thủy. Một trong hai bạn đã có ai đã từng hẹn hò với cả người ngoại quốc chưa? Mình à. Nice. À, vậy thì bạn cảm thấy như thế nào? Nói chung là cũng giống như gái Việt Nam ạ. Nó có cảm giác gì khác so với gái Việt không? Không. Vậy khi mà hai bạn hẹn hò thì có một cái khó khăn hay là có cái rào cản gì không? Cũng không luôn. Không luôn. Nói chung là gái Tây nó thoải mái. À, nghĩa là gái Tây thì sẽ thoải mái hơn gái Việt. Đúng rồi. Còn bạn thì sao? Mình chưa. Chưa luôn ạ. Nếu mà có một cơ hội mà hẹn hò thì bạn thích hẹn hò với cả gái Việt hơn hay gái Tây hơn? Nếu mà có một cơ hội hẹn hò thì mình sẽ hẹn hò với gái Tây hơn. Vì sao? Vì sao? Bởi vì một là nó thoải mái hơn ở Việt Nam mình. Ok. Còn thứ hai có thể là do một nước Tây nó ở bên Tây nó có thể là có mấy người xinh quá. Xinh quá. It's time to stop. Các bạn trong ba bạn thì đã ai đã từng hẹn hò với cả người ngoại quốc chưa? Chưa. Mình chưa. Em thì chưa ạ. Bạn sao ạ? Mình thì chưa luôn. Vậy nếu mà có một cơ hội thì các bạn có muốn thử hẹn hò với cả người ngoại quốc không? Sao? Có chứ. Có. Có. Sao vì sao? Thấy nó lạ với mấy người ngoại quốc to rồi che chở che nắng che mưa đồ. Em thì có, tại vì thử cảm giác mới. Dạ đúng rồi. Sao? Mình thì có luôn. Vì sao? Vì sao? Cảm giác mới mà ai mà không thích thử. Có khi nào mà hẹn hò với cả người ngoại quốc chưa? Chưa. Rồi nếu mà được hẹn hò thì các bạn có chọn gái ngoại quốc để hẹn hò không hay là chọn gái Việt? Đó là tùy cơ hội chị. Vậy hả?
sao? Chọn cái việc. Vì sao ạ? Tại em với việc thì nó không bị bất đồng ngôn ngữ. Đúng rồi. Thuận lợi cho việc giao tiếp hàng ngày. Dạ chưa. Vậy nếu mà có cơ hội thì bạn có người hẹn hò với người mới không? Nếu được thì em sẽ thử. Tại vì cũng muốn một lần nó đổi mới coi như thế nào. Nhưng mà nếu mà vẫn muốn mà tiến đến hôn nhân này kia thì em vẫn chọn trai châu Á. Dạ, chơi việc. Tại sao ạ? Tại vì nó không có bị rào cản về ngôn ngữ, cũng như là những cái quan điểm nó sẽ tương đồng với nhau hơn. Nếu mà được hẹn hò thì các bạn chọn hẹn hò với cả gái Việt, người ngoại quốc hay là người Việt Nam? Em người Việt. Người Việt. Em thì sao? Em thích chơi tay nhưng mà hẹn hò với người Việt. Thích chơi tay nhưng hẹn hò với người Việt. Mấy bạn thì sao? Em tất nhiên là sẽ hẹn hò với chơi tay. Em trai vì trai Việt. Tại sao giờ chị hỏi các bạn nha, tại sao em thích hẹn hò với cả trai? Tôi là ngoài giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Ô nước tiếng nước ngoài lắm chị, em phải nói tiếng Việt em mới chửi, em mới hiểu được người ta. Dạ cũng giống như bạn nói đó chị, cái ngôn ngữ Việt nó dễ bày tỏ cảm xúc hơn là ngôn ngữ Anh. Ồ. Dạ em cũng giống vậy. Đúng luôn, các bạn sao? Điều. Hồ, nước cắt thế kêu nó cả. Chikazuka na kia. Hồ hồ. Dewa, chuẩn chikazuka ga yoi. Nani? Omae wa mou shinde iru. Nếu mà mình có coi cái này thì mình xin lỗi, gái Tây ngon hơn. Nhưng mà lâu lâu thì vẫn có gái Việt. Tại sao gái Tây ngon hơn gái Việt? Tại vì gái Tây họ thường biết chăm chút bản thân mình hơn là gái Việt cho lắm. Vậy thì bạn đã bao giờ hẹn hò với cả gái Tây chưa? Chưa. Nếu mà có một cơ hội thì bạn có hẹn hò với gái Tây không? Nếu mà sau này có cơ hội thì sẽ có, nhưng mà hiện tại mình không có tại vì mình đang có bồ mà. Vậy thì theo hai bạn thì gái Việt ngon hơn hay là gái Tây ngon hơn? Bạn sao? Nói chung là cả hai cũng như nhau ạ, nhưng mà gái Tây thì nó chỉ thuộc dạng là sexy hơn. Không, nó dạng như kiểu mà nó gọi là khó có thể thỏa mãn được hơn. Còn bạn thì sao? Còn mình thì thấy gái Tây ngon hơn. Ngon hơn. Thế còn gái Việt thì sao? Gái Việt thì cũng tầm đa số là ngon thôi, còn còn một phần dưới nữa thì nó kiểu khó nói quá ta. Đó là con gái khó hiểu. Rồi thẳng là con gái khó hiểu. Kiểu như là nó giống nó tập mới tầm 13-14 mà có thể là bắt chước theo kiểu này nọ, mình cũng thấy hơi ấy. Các bạn cảm thấy trai Tây ngon hơn hay trai Việt ngon hơn? Mình nghĩ là trai Tây to bự. Em nghĩ là cả hai luôn. Tây hay là Việt đẹp, ai cũng đẹp hết trơn. Mình thì trai Việt. Tại vì mình là người Việt. Tại vì trai Việt thì kiểu chăm sóc cho bạn gái nhiều hơn. Nên là mình thích trai Việt hơn. Sao em number one, number one, number one. Vậy hai bạn cảm thấy trai Tây ngon hơn hay trai Việt ngon hơn? Dạ tất nhiên là trai Tây rồi chị. Tất nhiên. Sao trai Tây ngon hơn? Đẹp hơn chị. Đẹp hơn. Ngon hơn chị. Ngon hơn. Giống tốt hơn. Theo quan điểm của em là gái Việt sẽ ngon hơn. Vì sao? Thì gái Việt nó có nét đẹp riêng của gái Anh cũng như đẹp riêng. Còn bạn thì sao? Em thấy gái Việt ngon hơn. Ngon nó có nhiều nghĩa. Ví dụ như là về ngoại hình thì chắc sẽ là trai Tây ngon hơn. Nhưng mà về tính cách thì mình nghĩ là người Việt sẽ phù hợp với lại bản thân của mình hơn. Đó thì là chia sẻ của các bạn trẻ về vấn đề mà hẹn hò với trai gái Việt hơn hay là trai gái người ngoại quốc hơn. Còn mình thì trai gái nào cũng được nha, vã quá rồi. Còn các bạn thì sao? Các bạn thích hẹn hò với trai gái Việt hơn hay là trai gái người ngoại quốc hơn thì nhớ để lại comment xuống bên dưới cho chúng mình cùng biết nha. Và đừng quên hãy nhấn like, share, subscribe nếu bạn yêu thích video của chúng mình. Còn bây giờ thì bye bye.